Xin chào các bạn. Hôm nay thì nhà vườn mình sẽ quay cái video mai đỏ Nhật Bản. Năm nay Tết 2020 thì cái mai đỏ này nó nụ nhiều hơn của năm ngoái, nụ nhiều hơn và nó cũng Tết kịp Tết Nguyên Đán. Này, cây nụ rất là nhiều. Cái ưu điểm của cái mai đỏ này á là nó hơn cái mai vàng ở chỗ là nó ra hoa rất là lâu, thời gian từ khi nó ra nụ như thế này cho đến khi nó ra hoa, nở hoa, bắt đầu nở hoa cho đến khi tàn là 2 tháng, có nghĩa là mình chơi phải ra tháng 2 thì nó mới hết, chứ không phải như mai vàng thời gian từ bắt đầu nở cho đến khi tàn là khoảng 2 tuần. Thì cái mai đỏ cái ưu điểm của nó là rất là lâu, rất là bền hoa. Giống như bên này thì mình có nhập cái lô này là về để bán tết tay nữa các bạn. Cái lô này tết tay thì bắt đầu nó đang chớm nở rồi, một số đang chớm nở nhưng mà cái này tết tay nhưng mà vẫn có thể chơi qua tết ta được nha các bạn, tại vì cái thời gian của nó tới 2 tháng, cho nên là từ tết tay đến tết ta của mình nó khoảng 1 tháng thôi, thì cái này nó tới 2 tháng nó mới tàn. Đang nụ rất là đẹp nè. Đây là một số cũng vẫn còn đang nụ đấy. Cái ưu điểm của mai đỏ là như thế, rất là đẹp, đẹp lạ và nó bền hoa, rất là bền, nụ rất là nhiều nha các bạn. Cây này cao trung bình khoảng 60 phân. Cái này mình chưa có thay chậu để dễ vận chuyển. Các bạn khi các bạn mua về thì thay chậu đi, thêm đất vô, bỏ vài viên sỏi nên nữa thì rất là đẹp. Mai vàng thì mình chơi nó quen rồi, bây giờ mình đổi qua mai đỏ. Năm nay thì mai đỏ nó chuộng hơn, tại vì nhiều người biết đến hơn. Bởi vì năm ngoái mình đã nhập về mình bán một số Tết năm ngoái rồi, thì năm nay khách hàng thấy tiêu thụ mạnh hơn năm ngoái.